Xin đến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọc Thân Mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 365 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy để lại một like, một xe và hãy comment nhận xét của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhân đạo Trí tôn tập 365 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói lời khen lúc bấy giờ của Khởi Nguyên Đạo Thần không phải nói tán cây sinh mệnh của thụ sinh mệnh của thụ vốn được tạo nên từ sinh mệnh đại đạo tác dụng của sinh mệnh đại đạo đương nhiên là phi phạm hắn khen là khen đại đạo đạo giải phát ra từ bát quan kia thế gian hiện nay lục giới chỉ còn lại năm bát quan của đế triều vẫn có thể thi triển được đạo giải đại nhất thống thần thông có thể gây tổn hại tới những đối tượng như khởi nguyên đạo thần đúng là không tồi xứng nhận được lời khen của hắn tám tòa hồng quan này không hề tầm thường bỉ ngạn hóa biến thành tiểu hư không giới bao trùm nơi này tạo thành một tiểu lục giới thiên bay tới vừa rồi là hắn đã tế tán cây sinh mệnh của thụ lên chữa trị cho khởi nguyên và tứ diện thần thiên nhìn bố trí của bát quan cũng không kìm được mà khen ngợi có tiểu hư không những tản binh bại tướng này có thể trốn ở đây thi triển đại nhất thống thần thông muốn phá giải bát quan thì phải dùng hết thực lực của chúng ta kìa tán cây sinh mệnh của thụ Nguyên nga to lớn bao trùm phạm vi cực rộng liên tục có quân đội tới đây nhìn bát quan trong lòng vô cùng chấn động trong bát quan còn có tổ đình được gọi là đệ nhất sắt trận trong lịch sử của thần ma thái cực thành thần ma thái cực thành giờ có thi thân của ba vị thần ma tà thần vương tọa chấn biến thần ma thái cực thành thành cục xương cực kỳ khó nhằn rồi lại cộng thêm đại thoại lôi trạch khoa tư và hậu thổ lúc này đều đang tọa chấn bát quan trận chiến này càng thêm đáng sợ ngoài bát quan thần ma thái cực thành và tổ đình ra thật ra còn có luân hồi táng khô và vãng sinh thánh địa thiên đột nhiên giơ tay lên gạt tầng tầng tinh vân bên ngoài bắt quan bị hắn gạt đi lộ ra tình hình bên dưới bắt quan đó là vãng sinh thánh địa vãng sinh thánh địa của tư mệnh nương nương ở ngay phía dưới tổ đình dưới vãng sinh thánh địa lại là 10 tầng trời của luân hồi táng khô hai đại thánh địa giống như bậc thang chỉ là nhỏ hơn rất nhiều so với tổ đình và bắt quan không gây lên sự chú ý nếu không quan sát kỹ thì rất dễ bỏ qua mất hai tòa thánh địa này nhưng hai tòa thánh địa xuất hiện ở đây thì chắc chắn là có tác dụng của nó. Nếu như bỏ qua chúng chắc chắn là sẽ chịu thiệt thò lớn. Khởi nguyên đạo thần cười. Hai tòa thánh địa này không thể không chịu bỏ. Thiên đạo hữu và trường sinh đạo hữu. Các người đối phó với luân hồi táng khu. Luân hồi đạo hữu giải quyết vãng sinh thánh địa. Còn ta và tứ diện đạo hữu thì sẽ đối phó với tổ đình bát quan. Thiên thở phào so sánh thì luân hồi táng khu là khá dễ đối phó. Trong táng khu chỉ có táng linh thần vương và đế phần thiên cùng với 800 đại đế Có hắn, trường sinh đế và tấn nguyệt thần vương là đủ để đối phó Còn vãng sinh thánh địa thì khó khăn hơn rất nhiều Tư mệnh nương nương nắm giữ vãng sinh luân và luân hồi đẳng Cộng với 20 vị địa hoàng cùng với thánh vũ đế đúng là khó nhằn Trước kia hắn không đề phòng bị thánh vũ đế và 20 vị địa hoàng đánh cho tê tả Nên rất trẻ chừng bọn họ Còn bắt quan thì càng lợi hại Chư đế trong mắt quan tung ra đạo giải Có thể đả thương tới khởi nguyên đạo thần Và tứ diện thần uy năng của nó thiên chắc chắn không gánh chịu nổi So sánh ra Thì luân hồi táng khu chính là dễ đối phó nhất Trường sinh đạo hữu Chúng ta đi thôi Thiên cùng với trường sinh đế Tuấn Nguyệt thần vương rời đi Luân hồi thánh vương cười nói Nếu như hai vị đạo hữu phá được bắt quan Đừng quên luân hồi thung của ta Khởi nguyên đạo thần cười Luân hồi đạo hữu yên tâm hách lên đạo hữu, mong những thượng cổ đại đế dưới chứng của ngươi ra tế lục đạo giới lên. Luân Hồi Thánh Vương mắt sáng trưng tán thưởng. Phải, chủ ý của đạo huynh đúng là tuyệt diệu, xem ra bắt quan sẽ không chống đỡ được hai vị đạo huynh rồi. Nói rồi, hắn đứng dậy tiến về vãng sinh thánh địa, hách lên khuê ngọc, không hiểu ý hắn, vội vàng ra lệnh cho người mời các vị thượng cổ đại đế của lục đạo giới tới. Trận chiến ở 64 thần thành, các thượng cổ đại đế từ lục đạo giới cũng tử thương gần nửa, thương vong nghiêm trọng chư đế tới thấy khởi nguyên và tứ diện thần đều thi lễ chư vị đạo hữu vất vả rồi khởi nguyên đạo thần khách khí mời chư đế ngồi xuống các vị đã dốc hết sức lập công cho tân thiên tử lập đại công cho giang sơn xã tắc này thiên tử chắc chắn sẽ không dám quên sau này chư vị chắc chắn sẽ thành tựu phi phàm ô đạo huynh khách khí khách khí rồi một vị đại đế cười nói dám hỏi tiền bối gọi chúng ta tới là có việc gì phá hủy lục đạo giới khởi nguyên đạo thần cười ha ha bát quan của đế triều không tầm thường bên trong có hai mươi thánh đế ngủ mơ bị ngạn hóa hình thành nên tiểu hư không vậy là có thể dùng tới lục giới đại nhất thống thần thông uy năng của đại lục giới đại nhất thống thần thông quá mạnh muốn phá giải thì buộc phải phá hủy đi một giới vũ trụ cổ là căn bản của vũ trụ này không thể phá hủy khu luân hồi thứ bảy cũng không thể hủy diệt tử vi vẫn trong tay thái hoàng đạo giới thì càng không thể phá hủy Vậy thì chỉ còn lục đạo giới trong tay các vị là có thể phá hủy mà thôi Chư đế sắc mặt đều vô cùng hoang mang Hách lên khuyên ngọc cũng chấn kinh Hủy diệt lục đạo giới ư Như vậy không phải quá điên cuồng rồi hay sao Lục đạo giới là nơi sinh sống của vô số vô tận sinh linh hậu thiên Nếu như hủy diệt thì họ sẽ sống ở đâu đây Căn bản là không kịp di rời Hơn nữa di rời sinh linh lục đạo giới cũng là công trình vĩ đại cần phải điều động vô số thần ma nhanh nhất cũng phải nghìn năm mới chuyển hết sinh linh lục đạo giới đi được tình hình chiến tranh hiện giờ căn bản không thể đợi nghìn năm tứ diện thần cười chỉ cần lục đạo giới bị hủy diệt hoàn toàn thì chỉ còn lại tứ giới cộng thêm tiểu hư không trong mắt quan là ngũ giới uy năng của ngũ giới đại nhất thống thần thông sẽ giảm mạnh đối với ta và khởi nguyên đạo huynh hay các vị đều rất có lợi một vị thượng cổ đại đế không kìm được nói Lục đạo giới là nguyên thần biết cánh Kiếp trước của bọn ta Làm sao phá hủy được đây Hơn nữa sinh linh sinh sống ở đấy Đều là con dân tế tự bọn ta Liên quan tới việc bọn ta trở thành tế tự thần Và bất tử Hủy diệt lục đạo giới chắc chắn là không được rồi Khởi nguyên đạo thần mỉm cười Ta mời các vị tới đây Chứ là để thông báo một tiếng Không có ý thỉnh giáo các vị Các vị chỉ cần gật đầu là xong các vị đại đế sắc mặt tái đi khởi nguyên đạo thần gọi họ tới căn bản không cho họ sự lựa chọn thứ hai không cần họ đồng ý dù thế nào cũng nhất định muốn hủy diệt lục đạo giới của họ lục đạo giới quả thực liên quan tới việc họ có trở thành tế tự tiên thiên thần được hay không ban đầu họ phản lại trung nhạc cũng là vì trung nhạc không muốn mở hư không giới mới cho họ vào hư không giới tận hưởng sự tế tự của chương linh lục đạo giới nhưng giờ phá hủy lục đạo giới cũng là hủy đi hy vọng trở thành tế tự tiên thiên thần của họ hành động này của khởi nguyên đạo thần không còn nghi ngờ gì chính là đoạn tuyệt đường trường sinh của họ chư đế bắt đầu hối hận tứ diệt thần hắng giọng thản nhiên nói chư vị sau trận chiến này mọi người có thể xây dựng lại lục đạo giới được sẽ không cắt đứt đường trường sinh đâu chư đế nhìn nhau bỗng một vị nói nếu vậy thì khẩn xin tiền bối thư thư cho mấy hôm để sinh linh trong lục đạo giới của bọn ta rời đi cho họ nơi sinh sống yên ổn chư đế gật đầu sinh linh trong lục đạo giới của họ tế tự cho họ cung phụng họ dù thế nào cũng phải để cho những sinh linh này có chỗ sinh sống sau này xây dựng lại lục đạo giới là có thể để cho họ trở về tiếp tục tế tự chư đế chư đế cũng có thể tận hưởng sự tế tự có hy vọng tu thành tế tự tiên thiên thần khởi nguyên đạo thần cười mọi người thật hồ đồ tình hình chiến tranh căng thẳng lẽ nào lại có thể mất thêm thời gian được đây vì những sinh mệnh thấp kém đó mà làm nhớ việc đó là hành động thiếu sáng suốt kìa những sinh linh hậu thiên này ở vũ trụ cố hay tử vi đều có cả cứ tiêu diệt luôn cả đi là được cùng lắm sau này tạo mới các vị đại đế đứng phát dậy phẫn nộ làm gì có cái lý đấy một chiếc trống cổ hiện lên chấn động mạnh những vị thượng cổ đại đế đứng dậy lập tức thổ huyết chỉ trong nghe mắt đại đạo tiêu tan nguyên thần tan rã biến thành cho bụi những vị khác nổi da gà không dám nói gì chán tố mồ hôi lạnh ta không phải thái hoàng khởi nguyên đạo thần khẽ gõ lên chiếc trống kêu tùng tùng thái hoàng là thiên đế không dám không dưng không cớ giết các ngươi để khỏi mất lòng người thuộc hạ tạo phán nhưng với ta thì không phải lo điều đấy những thượng cổ đại đế các ngươi trong mắt ta cũng chỉ là như sâu bọ chẳng khác gì sinh linh hậu thiên cá. khác biệt duy nhất là các ngươi là sâu bọ to hơn mà thôi giao lục đạo giới ra lát nữa công phá bắt quan các ngươi xung phong đầu tiên mau lùi xuống đi những thượng cổ đại đế còn lại run lẩy bẩy đứng dậy có người chân vẫn còn run để lại các toàn lục đạo giới rồi lui đi 16 địa hoàng của hách tư thị đều trong mà nhìn nhau một vị nói nhỏ đây không phải là chính đáo trận đế tranh này đi trái ngược với bản tâm của ta thiền đế không nên ngồi nhìn việc như vậy một vị địa hoàng lắc đầu hách tư thị bọn ta đã như mũi tên lên dây cung không thể không bắn không có mũi tên quay đầu nếu chúng ta không theo chủng tộc chiến đấu Hách tư thị không hủy diệt trong tay Thái Hoàng Thì cũng là trong tay Khởi Nguyên và Thiên Hách tư thị cũng không có sự lựa chọn nào khác Khởi Nguyên Đạo Thần nhìn nghìn toàn lục đạo giới Hắn cười Sảng khoái Bị Thái Hoàng ức kiếp lâu như vậy Giờ lần đầu tiên có cảm giác nở mày nở mặt như vậy Sinh linh hậu thiên Sinh ra kẻ như Thái Hoàng Đúng là không tồi Đáng tiếc cái lũ sâu bọ như thế Chỉ biết đấu đá trong tổ Tứ diện đạo hiếu Số lục đạo giới này Ngươi hay là ta phá hủy đi tứ diện thần cười nói vậy phiền đạo huynh rồi khởi nguyên đạo thần cười hà hà giơ tay chỉ Trước trống mộ cổ bay lên chui vào một tòa lục đạo giới tiếng trống tùng tùng vang lên vô vàn dòng tinh hà nổ tung thành cho bụi tiếng trống lan khắp tinh không vô cùng khủng khiếp mọi ngôi sao trong tinh hệ đều có thể nghe thấy sinh linh ở những ngôi sao ấy chỉ trong nháy mắt đã bị hủy diệt linh hồn nhục thân tiêu vong trên các tinh cầu la liệt là xương trắng rồi những quả tinh cầu đó cũng vỡ vụn thái dương phán liệt chức chống lần lượt bay qua các tòa lục đạo giới, càng ngày càng nhiều lục đạo giới tan rã. oán niệm của vô số sinh linh ngập trời, khiến cho thiên tăng tới luân hồi tăng khu cũng cảm thấy dùng mình. chỉ là oán niệm của bọn sâu bọ hậu thiên lẽ nào làm được gì đạo thần trong hỗn độn hay sao? khởi nguyên đạo thần vung tay, không chút bận tâm về oán niệm của sinh linh hậu thiên chết thảm, oán niệm quá lớn tạo thành đạo hỏa, nhưng rồi bị hắn vung tay chấn áp, không động tay hắn được chút nào cả. Trong vũ trụ cổ, mấy người tạo hóa đại đế chuyển đến đây tránh thời thế hỗn loạn, tiềm tâm tu dưỡng. Nhiều người ngấm ngầm tìm hiểu thông tin định đi theo Thái Hoàng, thế nhưng bọn tạo hóa đại đế vẫn lấy lý do ổn thỏa hàng đầu, khuyên nhủ các chư đế. Trận trình chiến này, nếu chúng ta tham dự vào sẽ chết rất nhiều, sống rất ít, vẫn là không tham gia thì hơn. Sau này dù là ai ngồi vào đế vị thì cũng sẽ mở lại hơi không giới. Khi đó chúng ta không đắc tội bên nào, lại có thể trường sinh, tại sao không làm đây? vậy là mấy trăm vị đại đế không phản bội cũng không đi theo thiên đình hôm nay chư đế ai cũng kinh hãi sắc mặt tạo hóa đại đế kịch biến kêu lên thất thanh lục đạo giới của ta bị hủy diệt rồi các vị khác cũng tới kêu tạo hóa đạo huynh phá hủy lục đạo giới của ta khắc gì giết cha mẹ ta đấy thù này không đội trời chung thù này không trả thể không làm đế tạo hóa đại đế cũng khó lòng ngồi yên hắn đứng bật dậy nói đấy là dồn chúng ta vào đường cùng rồi Cũng được, cũng được Chúng ta đi theo Thái Hoàng Trừ vị, theo ta đi đánh một trận Trở long đất lở nào 800 vị đại đế gật đầu Thân hình chìm xuống khu lân hồi thứ bảy Tạo hóa đại đế phóng tầm mắt nói 64 thần thành bị phá Bát quan bị vây chặt Giờ khó lòng mà tiến vào Lát tại chiến bắt đầu Chúng ta sẽ tấn công từ phía sau Phá đại quân thần ma của Hách Liên Khuê Ngọc Đó cũng là đại công Chư đế gật đầu Được lục đạo giới bị phá hủy sạch sẽ lập tức thay đổi cục diện của thiên địa đại đạo khởi nguyên đạo thần cười đạo giải thần thông ít nhất cũng bị suy giảm hai phần giờ đã khó lòng uy hiếp tới tính mạng chúng ta được nữa rồi cẩn thận là hơn vẫn là do hách liên tiểu hữu hạ lệnh cho chư đế dẫn binh tấn công bắt quan hách liên khuyên ngọc nhận lệnh sau chư đế chia lại quân thành 8 đường công phá bắt quan sở dĩ chưa làm 8 đường là vì đạo giải đại trận chỉ có thể tấn công một trong 8 đường bảy đại quân khác có thể hãm chân đại tướng thần ma ở các quan khác khiến cho họ không thể thi triển đạo giải uy năng của đạo giải sẽ càng yếu hơn nếu có khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần tấn công bắt quan thì đạo giải đối phó với khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cũng không thể tấn công tám đại quân thần ma kia tạo cơ hội để cho họ phá quan tứ diện đạo hiếu chúng ta đi ra một chuyến nào khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần đứng dậy tiến về phía thái dương thần quan bước chân rất nhanh còn nhanh hơn cả các lộ đại quân khác của Hách Liên Khuê Ngọc. Uy năng ngập trời của đạo giải bạo phát, đồng thời nhắm tới cả hai, Khởi Nguyên đạo thần cười nói: "Vân Quyển Thơ và Thái Hoàng đúng là không bất phàm, quả thực đã đã đoán trước được chúng ta sẽ hủy diệt lục đạo giới, đoán được thiên địa đại đạo thay đổi nên chuẩn bị đạo giải của ngũ giới đại nhất thống thần thông." Hừm, đáng tiếc, ngũ giới đại nhất thống thần thông căn bản không thể làm gì được chúng ta cả. Hai vị đế cấp đồng thời bạo phát, tứ diện thần thân biến hỗn độn hỗn độn phá giới đại thần thông giống như một mũi tên sắc nhọn bắn về phía trước luồng uy năng cứ bắn đi một khoảng là lại chấn động một lần uy năng hỗn độn bạo phát sinh ra một luồng thế giới rồi lại từ trong thế giới đấy lại bắn ra một đạo hỗn độn khí kèm với thế giới chi lực bắn về phía trước luồng hỗn độn khí đó đi tới đâu là hàng loạt thế giới được sinh ra tới đấy uy lực cũng ngày càng lớn càng ngày càng khủng khiếp va đập với đạo giải đại thần thông mà ở bên kia khởi nguyên đạo thần đồng thời thi triển chư thiên vô đạo chư thiên vạn đạo hai vị cường giả hợp lực chống lại đạo giải bạo phát từ bát quan sóng dao động khủng khiếp xoạt một tiếng là cắt phăng tách rời bắt quan và tinh không phía trước hai vị cường giả đế cấp táo bay phần phật lần này không bị thương rõ ràng quả thực ngũ giới đại nhất thống thần thông không thể uy hiếp được họ cảnh tượng này khiến chư đế lòng đều trùng xuống khởi nguyên đạo thần quả thực là lợi hại quả thực là độc ác trực tiếp hủy diệt lục đạo giới cho dù giết chết vô số sinh linh hậu thiên cũng không tiếc Khiến cho bát quan có khả năng bị phá vỡ Khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cùng tiến lên phía trước Uỳnh một tiếng nổ lớn Bức tường vừa rồi va đập tách ra Bị hai vị này đập cho tan tành Phá bát quan chỉ đơn giản như vậy thôi Uỳnh uỳnh Lại hai tiếng nổ lớn nữa Bức tường thành nguyên Nga của thần Thái Dương Quan Bị hai vị cấp đạo thần phá vỡ Bước vào trong dẫm chết không biết bao nhiêu thần ma giết chư đế ở thần thái dương quan hét lớn lao tới như ông vỡ tổ khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nhìn nhau cùng cười tứ diện thần thi triển nhất niệm vạn giới sinh vạn giới bùng nổ các vị đại đế mỗi người đều như đang tấn công mặt trước của hắn vậy tứ diện thần giết từng vị đại đế dễ như giết trẻ con vậy tùng một tiếng khởi nguyên đạo thần đánh trống các đại đế lao về phía hắn rơi súng như mưa nguyên thần tan giã đại đạo tiêu tán hai người tấn công mạnh tay mà ở phía sau đại quân của hách lên khuê ngọc cũng lao tới trước bức tường đổ nát kia đánh vào trong quan thất quan còn lại chư đế dẫn đại quân thần ma đánh tới hai bên huyết chiến kinh thiên động địa đột nhiên từ trong tổ đình vọng tới một tiếng nói khởi nguyên tứ diện thần hai vị đạo huynh ước kiếp thần tử của chấm cũng tính là có bản lĩnh gì hay sao chấm đang ở ngay trong tổ đình chờ hai vị đại giá quang lâm đấy khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cùng ngẩng lên thấy đạo thân của trung nhạc chắp hai tay sau lưng đứng sừng sững phía trên tổ đình hai người nhìn nhau tứ diện thần cười nói ức hiếp tiểu bối đúng là không có thú vị gì cả vẫn là giao cho các tiểu bối chơi đùa với nhau đi chúng ta vào tổ đình phá cái gọi là đệ nhất sắp trận kia khởi nguyên đạo thần gật đầu tiến về phía trước hắn cười nói um, phá đệ nhất sát trận của hắn hai vị cấp đạo thần vượt qua bát quan một trước một sau tiến vào tổ đình sát trận khởi động nhấn chìm cả hai người khởi nguyên đạo thần sừng sững trong sát trận cuồn cuộn chăm chú nhìn thì thấy đột nhiên thiên đình biến mất thay vào đấy là trăm triệu vạn ngôi sao hắn không khỏi động dung tán thưởng sát trận của thiên đình khác hẳn với trước kia có thể được thấy thần tú thất đạo lân hồi sát trận tầng thứ đạo thần thật không uổng công chuyến này đi sát trận này là do phong độ tôn để lại đúng không trong trăm triệu ngôi sao kia hiện lên hư ảnh của phong hữu trung sắc mặt lạnh lùng đột nhiên quần tinh chuyển động tấn công khởi nguyên đạo thần tuy không phải là người thật thế nhưng cũng xứng cho ta ra tay rồi khởi nguyên đạo thần thân thể khẽ động đột nhiên không gian tách ra không gian vô lượng xoay chuyển tầng tầng không gian hiện lên hư ảnh của trung nhạc khiến hắn chấn kinh hư ảnh của hai vị đạo tôn đệ nhất sắp trận quả thật là có chút thực lực đấy hắn vừa mới dứt lời đột nhiên ánh sáng tràn ra tựa dòng sông lớn Bên trong lân hồi xoay chuyển, hư ảnh một trung nhạc khác cũng hiện ra Khóe mắt của khởi nguyên đạo thần, khẽ giật, hắn cười Hừm, <laughs> <laughs> đệ nhất sắp chấn, giành bất thư chuyến Không biết có còn thay đổi gì khác không? Uinh <laughs> uinh <laughs> Lôi đỉnh xuất hiện, lại có lôi đỉnh vô biên tạo nên tòa sắp trận thứ tư Hư ảnh của lôi trạch hiện ra, tay cầm linh căn tuyên thiên quả thụ Khởi nguyên đạo thần tim khẽ giật, liền cười Ồ, đối thủ cũ rồi bỗng chốc lại có tòa sát trận thứ năm xuất hiện hư ảnh của hoa tư nương nương hiện lên rồi tới tòa thứ sáu đại địa minh mang huyền hoàng chim nổi hư ảnh hậu thổ nương nương cầm tử trúc cũng xuất hiện ở đấy tòa sát trận thứ tám hiện lên hư ảnh đại toại ngồi trên bỉ ngạn hoa tay cầm phủ tăng thụ tòa sát trận thứ chín hiện lên khởi nguyên đạo thần khóe mắt co giật thấy một vị đại đế già nua tay cầm đế kiếm đứng đấy phục mân đạo tôn sao khởi nguyên đạo thần kinh hãi các tòa sát trận lần lượt hiện lên hư ảnh của 23 triều thiên đế của thời đại địa kỷ đều xuất hiện. Ngoài ra, còn có hư ảnh của các triều đại tuệ hoàng, thời, hòa Kỳ, cộng với thất đạo luân hồi sát trận. Mỗi một loại đại đạo quy tắc của thất đạo luân hồi sát trận đều khác nhau. Tòa tổ đình sát trận này đã không phải là sát trận trước kia nữa, mà đã được bọn trung nhạc phong hữu trung, lôi trạch, đại Tội cải biến, biến một tòa sát trận thành thất đạo luân hồi. Uy năng của tổ đình đại trận mạnh gấp nhiều lần so với trước kia. Thái Hoàng, duy trì một sát trận như thế này người có thể trụ được bao lâu đấy huống hồ, hồ người tầm phần lưỡng dũng ngoài đối phó với ta ra còn phải đối phó với tứ diện đạo hữu nữa kìa khởi nguyên đạo thần cười hà hà các tòa sát trận khởi động các hư ảnh cường đại cùng nhau đánh tới nếu như chân thân người ở đây điều khiển các sát trận này thì ta cũng phải ôm hận mà rút lui <laughs> nhưng đáng tiếc người tự thân khó giữ rồi ở bên kia tứ diệt thần cũng rơi vào tầng tầng sắt trận rất nhanh vạn giới đã bị phá tứ diện thần biến thành hỗn độn tả sung hữu đột thế nhưng vẫn không thể phá vỡ được trận thế toàn thân toàn là vết thương tòa đệ nhất sắp trận này tập trung những người cường đại nhất từ cổ trí kim hơn nữa còn là thất đạo luân hồi được bổ khuyết bằng trí tuệ của trung nhạc và phong hữu trung vị nào cũng được tạo ra với mục tiêu gần với đạo thần rơi vào trùng vây hậu quả không nghĩ cũng có thể tưởng tượng được lúc này đại tọa lôi trạch hậu thổ và hoa tư nương nương trong bát quan đang đánh long trở lở đất giết từng vị đại đế của địch hình thế lập tức nghịch chuyển đột nhiên hậu phương hách lên khuê ngọc đại loạn bọn tạo hóa đại đế đánh tới hách lên khuê ngọc cặp địch cả trước lẫn sau tâm thần hoảng loạn thầm kêu nguy to bên trong luân hồi thắng khu thiên vật trường sinh đế tuấn nguyệt thần vương và sâu trong thắng khu vượt qua vô số tầng trời thế nhưng mãi không thấy bất cứ một thần ma thắng khu nào cả trong lòng thầm khó hiểu không lâu sau ba người tới tầng trời thứ 10 của thắng khu nhìn phía trước thì bất giác căng thẳng Thế 800 vị đại đế với thủ lĩnh là đế phần thiên và táng linh thần vương đang bày trận đợi họ đã lâu. Thiên, người biết tầng trời thứ 10 này có tên là cái gì không? Táng linh thần vương mặc áo choàng uy nghi, ngựa cao kim đao ở phía trước, hắn lạnh băng nói: Nơi này vốn có tên là Táng Địa Thiên, phục môn đạo tôn nhìn xa trông giống, đổi tên thành Táng Thiên, Táng Thiên, Táng Thiên, nơi quy táng của thiên. Hôm nay ta sẽ cho ngươi để đầu lại đây thiên sắc mặt tái mét đột nhiên cười nói táng linh đế phần thiên các người có trận thế lớn thật thế nhưng bại cục đã định rồi cho dù có dãy giụa thế nào cũng chỉ là dãy chết mà thôi hắn tâm niệm khẽ động nhàn nhã nói lúc này đây những đại đế ẩn mình trong bắt quan của ta chắc cũng đã hạ thú cho dù là chư đế dưới chứng hay ví cũng có không ít là thuộc hạ của ta kìa Đế Phần Thiên và Táng Linh Thần Vương nhìn nhau, nhìn vào những đại đế phía sau mình, đột nhiên Đế Phần Thiên hét lớn. Không cần để ý, thi triển đạo giái, kẻ nào phản bội, ta giết kẻ đó. Táng Linh Thần Vương bay lên hét lớn. Trừ về, luân hồi táng khu của chúng ta đến lúc mai táng một vị thiên rồi, theo ta tiến lên, mai táng thiên đáo. Trận ác chiến lập tức được bùng nổ, mà lúc này tại đạo giới, đạo giới chi môn từ từ mở ra, hai đạo ánh sáng một trắng một đen liền hiện ra ở trong cánh cửa hai chùm ánh sáng đen trắng trong đạo giới chi môn lượn quanh bên trong mãi không thể thoát ra ngoài được dường như cánh cổng này có sức mạnh nào đấy cản trở chúng hạ giới hai cuồng sáng va đập qua lại cả hai đều tỏa ra ánh sáng khác nhau nhưng vẫn không thể nào lao ra khỏi đạo giới chi môn được một lúc sau hai luồng sáng trắng đen hiện ra hai nửa nhục thân đạo thần một trắng một đen chỉ có nửa trên chứ không có nửa dưới hai vị đạo thần này đột nhiên hợp nhất thành hình dạng kỳ dị giống như hai nửa trên của hai người cắt ra rồi dính lại với nhau vậy phía trước là chính diện phía sau cũng là chính diện chỉ là một nửa đen một nửa trắng hình dáng mà họ sở ra được là hình một cánh cửa đạo giới chi môn tuy mở thế nhưng cánh cửa đó vẫn đóng đó là một cánh cửa đạo giới chi môn khác đạo giới có tới hai cánh cửa hắc bạch nhị đế cảm thấy vô cùng kỳ lạ đạo giới từ khi nào lại có một cánh cửa đạo giới chi môn khác nữa vậy hơn nữa tại sao nó lại vô hình đây tại sao một cánh cửa mở còn cánh cửa này lại đóng đây kỳ lạ hơn là khi khởi nguyên đạo thần hạ giới hình như không gặp phải cái đạo giới chi môn này lẽ nào nó để dành riêng cho hai người họ hay sao Không thể nào lại có chuyện này được Đạo giới chỉ có một Đáng lẽ đạo giới chi môn cũng chỉ có một Sao lại xuất hiện hai đạo giới chi môn được đây Cái đạo giới chi môn kia là từ đâu tới Tại sao lại nhằm vào bọn họ Trong vắng sinh thánh địa Luân hồi thánh vương ngẩng lên nhìn đạo giới Thấy hai vị đạo thần như kẻ mù Của quạng sắc mặt đại biến kêu lên Nguy rồi Thái hoàng lúc nối liền đạo giới đại đáo tạo nên đạo giới chi môn đã động tay chân rồi sắc mặt của hắn hoang mang năm xưa đại tư mệnh mở ra đạo giới đạo giới đại đạo không hình thành đại đạo luân hồi khiến cho đạo giới bất ổn trung nhạc dùng luân hồi đại nhất thống thần thông đoạt đi đại cơ duyên của luân hồi thánh vương hắc bạch nhị đế bị nhốt trong đạo giới không thể hạ giới rõ ràng là trung nhạc đã giở trò vào lúc đấy khi đấy trong đạo giới có tất cả bốn vị cường giả là khởi nguyên phong ngũ trung và hắc bạch nhị đế Trung Nhạc nhất thống đạo giới đạo luân hồi, đương nhiên sẽ không dở trò với Phong ngũ Trung. Còn Khởi Nguyên Đạo Thần vì tu vi cảnh giới quá cao, nếu giở trò chắc chắn là sẽ bị phát giác. Hơn nữa, chưa chắc có thể giữ chân được Khởi Nguyên, vì thế hắn nhằm vào Hắc Bạch Nghị Đế. Hắn phong ấn Hắc Bạch Nghị Đế ở đây, không cho hắn hạ giới. Xem ra, chúng ta định loại bỏ Thế Hoàng thì Thế Hoàng cũng định trừ bỏ chúng ta đấy. Luân hồi Thánh Vương nổi ra gà, Trung Nhạc khi đó đã chuẩn bị cho tương lai khi đạo giới định hình đã dở trò trước nhốt thác bạch nhị đế ở đạo giới rồi tập trung ưu thế lực lượng trừ bỏ khởi nguyên tứ diện thần thiên và luân hồi thánh vương chỉ cần họ chết hắc bạch nhị đế trong đạo giới cũng không đáng phải lo nữa sắt cục nhằm vào họ bạo phát có lẽ chính là trận chiến ở bát quan nhị thành và tổ đình này bọn luân hồi thánh vương và khởi nguyên đạo thần đã chuẩn bị từ lâu cho trận chiến này khởi nguyên đạo thần tu thành đạo thần thoát ra khỏi cạm bẫy đạo thần là chuyện đương nhiên hắn tích lũy đã đủ khi đại chiến nổ ra chắc chắn là sẽ hạ giới còn hắc bạch nhị đế việc cảnh giới chưa tới không thể chỉ dựa vào bản lĩnh tự thân mà thoát ra khỏi cạm bẫy đạo thần quan trọng nhất vẫn phải nhờ luân hồi thánh vương luân hồi đại đạo của luân hồi thánh vương có thể trợ giúp cho họ tạm thời không bị cạm bẫy đạo thần che mắt mà đạo giới luân hồi và đạo giới không gian trùng trùng điệp điệp khiến cho luân hồi thánh vương có cơ hội giúp họ tránh được cạm bẫy đạo thần hắc bạch nhị đế vẫn ở lại đạo giới chính là đợi trung nhạc giờ hết chiêu bài rồi đột ngột bạo phát từ đạo giới đánh ra phá hủy mọi thứ của trung nhạc nhưng đạo ca một thước ma ca một trường hai vị đạo thần này vẫn là đã trúng bẫy của trung nhạc họ bị trung nhạc mai phục từ lâu chuẩn bị riêng cho họ một chiếc đạo giới chi môn khác phong bế mãi mãi điều duy nhất trung nhạc không ngờ tới có lẽ là đại tư mệnh chết nhanh như vậy và đạo quang giết đại tư mệnh lại cũng sẽ giết hắn nếu không có đạo đạo quang đạo giới đó trận chiến này trung nhạc chắc chắn thế sẽ như trẻ tre dùng ưu thế lớn lao tiêu trừ bọn họ trừ cỏ tận gốc thể hiện hùng tài vĩ lược của vạn cổ hùng đế công tích to lớn không ai bị kịp cũng may hắn đã trúng đạo quang đạo giới luân hồi thánh vương dùng mình mấy cái phất tay để lôi tư mệnh nương nương và luân hồi đằng hắn giơ tay vạch một đường biến thành rất nhiều cuồng sáng ngăn đạo giải đại thần thông của thánh vũ đế và 20 mươi phục khi địa hoàng rồi hắn lập tức bay về phía đạo giới luân hồi bắt buộc phải cho hắc đế bạch đế hạ giới thôi nếu không trận chiến này sẽ thất bại bố trí của trung nhạc khiến cho hắn không xét mà run cho dù không có chân thân trung nhạc đích thân ra tay cũng đủ tiêu diệt bọn hắn rồi trừ phi hắn cứu được khắc bạch nhị đế nếu không chờ đợi bọn hắn chắc chắn sẽ là cái chết ta thấy được cảnh tượng tương lai đế triều của thái hoàng đã bại vong trong trận chiến này nhưng tương lai không phải là sẽ hoàn toàn không thay đổi thái hoàng túc trí đa miêu đã lập ra kế hoạch cho cảnh tượng tương lai Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được mục đích kia Đúng lúc này đột nhiên phía trên trở nên tối sầm Luân hồi thánh vương vội ngừng lên sắc mặt đại biến Hai tòa thành trì kỳ dị từ trên trời nhằm hắn mà lao tới Hai tòa thần thành này giống như hai con cá lớn Một đen một trắng xoay quanh đối phương Chính là thần ma thái cực thành lơ lửng phía trên bắt quan Công pháp của Trung Nhạc bên ngoài là lục thập tứ quái Bên trong là thần tứ tượng, ma tứ tượng, hợp thành bát tượng tiến vào trong nữa là thần ma thái cực tầng thứ rõ ràng vân quyển thư phụng mệnh tạo ra 64 thần thành bát quan và song thành cũng là căn cứ theo quy cách này số lượng của 64 thần thành khác lớn thế nhưng mỗi một tòa thành thực lực đều không bằng bát quan còn thực lực của bát quan lại không bằng song thành thần ma thái cực thành là nơi tiên thiên cấm quân và hiên viên đế nghiêu đế bọn họ từng chấn thủ binh cường mã trắng tập trung những cao thủ đỉnh cấp nhất đế triều Thậm chí ngay cả Kim Mô Thần Đế, Long Đế và Thủy Long Đế, Tổ Long Đế cũng ở trong song thành. Đáng sợ hơn đó là trong song thành có cấn thân của tam đại thủ lĩnh là Lôi Trạch, Hoa Tư và Hậu Thổ Nương Nương. Lôi Trạch Thần Vương, Hoa Tư Nương Nương và Hậu Thổ Nương Nương. Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương trở nên cực kỳ khó coi. Rõ ràng Trung Nhạc đã chuẩn bị sẵn để đối phó với hắn từ lâu. Thần ma Thái Cực Thành mãi không có động tĩnh cho dù bên ngoài đánh trở long đất lở Thì thần ma thái cực thành vẫn an binh bất động Thần long bọn họ không hiện thân Rõ ràng chính là để bảo tồn lực lượng Song thành để đối phó với hắn Đệ nhất sát trận của tổ đình bạo phát Không phải trung nhạc đã xuất hiện tuyệt chiêu Giờ mới là chiêu cuối của hắn Thần ma thái cực thành xoay chuyển áp xuống Vô vàn vòng thái cực ụp xuống Phong ấn thời không Để luân hồi thánh vương không thoát ra được Ở phía dưới vang sinh luân cũng chuyển động Tạo nên một vòng xoáy khổng lồ Phong bế phía dưới Tư Mạnh Nương Nương cùng Thánh Vũ Đế và 20 phục khi địa hoàng đứng phía trên vòng xoáy, tạo thành trận thế đạo giải, cắt đứt đường lui của Luân Hồi Thánh Vương. Trong Thái Cực Thành lại hiện lên thân ảnh cao lớn của thần ma tà Tam Đế. Lôi Trạch Thần Long đứng rừng sững, cúi người nhìn, giọng nói vang vọng. Luân Hồi Đạo Hữu, ta đợi người lâu rồi. Luân Hồi Thánh Vương cười ha ha nói: à, 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 để đối phó với ta." Thái Hoàng lại nhờ tất cả chư vị Đúng là đánh giá ta quá cao rồi Nhưng chỉ dựa vào các vị Những cấn thân người đã chết và người sắp chết này Muốn giữ chân ta lại Thì là tự đánh giá quá cao các vị Và coi thường ta rồi Cũng là coi thường cả khởi nguyên đạo huynh nữa rồi Thần nương nương hàn tiếu nói Thấy đạo hữu khí định thần nhàn như vậy Thì ta yên tâm rồi Như thế khi chết người sẽ chết không nhắm mắt được Tết Trong song thành Các vị nhân tộc đại đế bọn hiên viên cùng hiện lên phong kỳ khai phong thường thái cũng hiện thân thi triển thần ma thái cực thành vô tận luân hồi luân hồi thánh vương cũng nghiến răng luân hồi thần thông bạo phát chống lại hợp kích của chư đế lôi trạch thần long thần tư nương nương và thần nương nương từ trên thành đánh xuống vô tận luân hồi không ngừng bị phá vỡ ba vị cường giả cường đại tiến dần vào trong mà ở phía dưới vòng xoáy vắng sinh không ngừng tới gần tư Mạnh nương nương tế luân hồi đằng xông tới Thánh Vũ Đế và bọn Bảo Hy Đế hợp lực tung ra đạo giải thần thông. Luân hồi Thánh Vương lắc mình, 16 đầu, 18 cánh tay điên cuồng tấn công bốn phương tám hướng. Rầm rầm. Thi thân của thần ma Tà Tam Đế đột nhiên bay lên, biến thành thần ma thái cực đồ tấn công hắn. Hai vị đế hậu. Luân hồi Thánh Vương trong đầu trống rỗng, bị thần ma thái cực đồ cắt chúng nhục thân, một cái đầu suýt nữa đã bị chặt gãy, Khởi nguyên đạo huynh, người nghĩ trận chiến này quá đơn giản rồi. Thái Hoàng đã biết những cảnh tượng bị ngắt quãng trong tương lai. Đã để lại nhiều biện pháp đối phó. Cho dù không có hắn ở đây thì cũng có thể chống đỡ được. Luân hồi Thánh Vương thầm kêu khổ, lao qua lao lại. Luân hồi đại đạo của hắn đúng thực là tinh diệu. Thế nhưng Thánh Vũ Đế và 20 địa hoàng cũng tinh thông luân hồi đại đạo. Tuy là hậu thiên nhưng đối mặt với luân hồi thần thông của hắn cũng không phải là không thể chống đỡ. Hắn vì trận chiến này luyện chế luân hồi thông món đồ vật mạnh nhất thế nhưng lại rơi vào trong tổ đình bị sắt trận chấn áp không thể chịu hồi món đồ vật này được nếu gọi được luân hồi thung thì có thể áp chế tứ mệnh lôi trạch thần long và thần tư nương nương luân hồi thánh vương gắng sức chống chọi nhưng vẫn rơi xuống thế yếu hắn thầm nghĩ bụng trước mắt chỉ còn cách hy vọng vào khởi nguyên và tứ diện đạo huynh thôi nếu họ phá được tổ đình sát trận thì trận chiến này chắc thắng nếu không phá giải được thì chúng ta sẽ phải chết cả Đúng vào lúc này, trên thiên đình, Vân Quyền Thư cuối người nhìn chiến trường bắt quan phía dưới, tìm kế động. Có thể mời ra thiên đình tứ đại đế báo, thay thế các lão tổ như đại toái, lôi trách Người đâu đem tứ đại thiên môn, lăng tiêu bảo điện, ngọc khoa giao trì và trảm đế chắc đào tế vào bắt quan sắp chấn. Lại kể đến, thiên đình Nguyên Nga rộng lớn, tổng cộng có 4 cánh cổng lớn là Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn. Trong đấy, Nam Thiên Môn nổi tiếng nhất Nhưng Nam Thiên Môn là nơi để tiếp đón khách quý Khách vào từ Nam Thiên Môn là lễ tiết Còn Tây Thiên Môn và Bắc Thiên Môn là nơi sát phạt Tây Thiên Môn là nơi chém đầu Bắc Thiên Môn là nơi tập trung quân đội Đông Thiên Môn là nơi của chư thần Tứ Đại Thiên Môn mỗi nơi một tác dụng Nhưng Thiên Đình Thời Đại Thần Kỷ đã hoàn toàn bị hủy diệt Trong khối lửa chiến tranh Tứ Đại Thiên Môn chỉ còn lại Nam Thiên Môn Trung Nhạc sau khi trở thành thiên đế, triệu tập chư đế luyện lại ba thiên môn của lại. Nam thiên môn cũng được tế luyện lại một lần. Tứ đại thiên môn trở thành trọng khí của thiên đình, một trong tứ đại đế bảo. Còn Lăng Tiêu Bảo Điện là nơi thiên đế lên triều, xử lý sự vụ các nơi trong vũ trụ. Ý nghĩa của hai chữ Lăng Tiêu chính là đỉnh trời, đủ cho thấy sự bất phàm của tòa đế điện hùng vĩ này. Đương nhiên chư đế là càng thêm dụng tâm khi luyện chế món bảo vật này. Ngọc Hoa Giao Trì là vật thay thế tướng vương thu hồi về khi thiên hà bị phá tòa giao chỉ này vốn là một vật trung nhạc mượn từ hoa tư nương nương sau đó không trở lại giao chỉ đặt ở hậu hoa viên thiên đình biến thành giao hải là nơi trung nhạc mở tiệc mời chư đế còn chạm đế chất đao trong tứ đại đế bảo thì la lịch bất phàm chạm đế chất đao là vật đại hung trong tứ đại đế bảo được tạo ra thời bảo hy đế dùng để chém những kẻ phản nghịch không phục tùng đế triều không phải mọi kẻ phản nghịch đều có tư cách bị chém bởi chạm đế chất đao chỉ những kẻ thực lực cường hãn mới có tư cách lâu dần chất đao thông linh vô cùng hiếu sát tới thời đại phục khi vì thanh chất đao này chém quá nhiều đại đế có dấu hiệu biến thành sinh linh muốn biến thành đao yêu đao đế thế là bị phục mân đạo tôn bỏ đi ném vào tổ đình sau khi trung nhạc tới tổ đình cũng đã chết một lần bởi chạm đế chất đao cũng may mắn mới thoát được kiếp nạn sau đấy trung nhạc giải trừ phong ấn của thanh chảm đế chất đao này khi đế tranh lại có rất nhiều đại đế chết bởi nó khiến cho uy năng yêu đao càng thêm mạnh càng thêm yêu tà yêu dị nhiều lần định vệ chủ trung nhạc thành đế thiên đế uy nghi thiên hạ chư đế thần phục trung nhạc lệnh cho chư đế tế luyện lại chất đao giữ lại hung tính chạm đế chất đao không phục bay lên lại định chém trung nhạc chư đế đại loạn định phá hủy thanh yêu đao này trung nhạc ngăn chư đế lại để chạm đế chất đao chém tới chém liền mấy trăm lần thế nhưng trung nhạc không hề bị thương lúc này thanh yêu đao mới phục tùng không dám tạo phản cùng chạm đế này được đặt ở cửa chợ ở tây thiên môn trong tứ đại đế bảo thì hung ác nhất chính là thanh chất đao này giờ vân quyển thư hạ lệnh bốn tòa thiên môn lăng tiêu bảo điện ngọc hoa giao trì và chạm đế chất đao được thủ quân ở thiên đỉnh tiến lên biến thành bảy chùm sáng bắn xuống bắt quan trong bắt quan vô số tài năng đại đế nhiều vô số kể đánh giết trẻ long đất lở tử thương vô số đại thoại thấy bảy chùm sáng từ trên trời chiếu xuống tìm kẻ động thu phủ tang thủ lại đứng dậy tiến về phía tổ đình lôi trạch thần vương thấy bảy chùm sáng đó cũng cất tiên thiên quả thụ tiến về tổ đình mà ở bên kia hoa tư nương nương và hộ thủ nương nương thấy thế cũng cất thần thông và tử trúc đi cùng nhau vào trong đại trận tổ đình trong tầng tầng sắt trận tổ đình tứ diệt thần và khởi nguyên đạo thần tách ra mỗi người đối diện với đệ nhất sắt trận mà hai vị này đều dùng hết thủ đoạn thể hiện phong thái tuyệt thế của mình tứ diện thần nhất nhiệm vạn giới sinh dù từ góc độ nào công kích thì cũng là đánh trước mặt của hắn hắn không sợ bất cứ pháp môn hay trận pháp công kích nào cả ngay cả khi rơi vào tầng tầng sắp trận thì cũng có thể chống đỡ khởi nguyên đạo thần lại là cấp đạo thần chư thiên vạn đạo chư thiên vô đạo các loại thần thông đều thi triển dễ dàng tổ đình đại trận là do trung nhạc phong hữu trung dùng thất đạo luân hồi bố trận nâng công pháp thần thông của đại toại và phục khi địa hoàng lên tầng thứ thất đạo luân hồi dù lại suy diễn trận pháp cảnh giới tới tầng thứ gần với đạo thần khiến những sắp trận này đều hiển hóa ra những hư ảnh gần cảnh giới đạo thần thật không hổ danh với đệ nhất sắp trận trung nhạc và phong ngữ chung luyện được tổ đình tới trình độ này thật cũng không phụ cái danh đạo tôn trung nhạc xưng đế năm nghìn năm tạo dựng đế triều tới mức này gần như loại bỏ hết toàn bộ tiên thiên thần hơn nữa hắn chưa từng lộ diện đã buộc đạo thân tới mức này công tích cũng là từ cổ trí kim chưa từng có nhưng hư ảnh trong sắp trận tổ đình dù sao cũng không phải đạo thần chân chính, vẫn có khoảng cách với đạo thần. Muốn giết khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần thì vẫn chưa có khả năng. Đạo thân của Trung Nhạc trưởng quản đã nhất sắp trận, khởi động mọi sự biến hóa của các tòa sắp trận, lao tâm lao lực, tiêu hao của hắn cũng rất nhiều. Mỗi thời mỗi khắc đều phải vận dụng trí tuệ vô tận, thần thông vô lượng. Dù sao, hắn là đạo thân chứ không phải là chân thân. Khi pháp lực tinh thần cạn kiệt thì sắp trận tổ đình không có người điều khiển cũng có thể tự động mà vận hành, thế nhưng nguyên lực và sự biến hóa sẽ bị giảm mạnh. Khi đấy sẽ là lúc khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần phá trận. Khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần dù ai phá trận trước thì cũng đều có khả năng giết thắng một cách dễ dàng và xoay chuyển tình thế. Trận pháp này có chút không linh hoạt. Khởi nguyên đạo thần là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trong quá trình vận hành của đệ nhất sắp trận. Hắn cười nói, đạo thân của Tế Hoàng không kiên trì được nữa rồi, chưa là đạo thân mà tới giờ được đó là không dễ dàng gì rồi Hắn vừa nghĩ tới đây Đột nhiên ánh lửa bùng lên Chiếu sáng các tòa đại trận Một cây phủ tăng thụ cháy hỗn độn hỏa Được một cự thần cầm trong tay Vượt qua các tòa sắt trận tiến tới Hòa vào hư ảnh của đại tòa Khởi nguyên đạo huynh ta có lễ Đại tòa tự thân dung hợp với sắt trận Thân người khẽ cúi Thi lễ với khởi nguyên đạo thần Đại địch ở phía trước không dám thi đủ lễ đạo huynh đừng trách tối khởi nguyên đạo thần khóe mắt giật giật hỗn độn hoa dưới chân khẽ mở hắn cười hà hà à, không trách không trách vậy nếu thêm tỉ muội của ta nữa thì sao chắc khởi nguyên đạo huynh sẽ không thế lạ đấy chứ tử trúc bay tới hoa tư nương nương và hậu thổ nương nương cùng tới dung hợp với hư ảnh của mình bên trong sắt trận nàng cười lên tiếng để luyện chết hai vị đạo huynh từ trong hỗn độn ra bọn ta đã ủ mưu đã lâu lắm rồi khởi nguyên đạo thần cười ha hả <cười> <cười> chỉ dựa vào các ngươi và mấy sắt trận này mà cũng muốn luyện chết ta sao chỉ e là vẫn thiếu chút lửa lôi trạch đạo huynh ở đâu vậy năm xưa trong đạo giới ngoài ngộ đạo thì ta không có việc gì khác cả cùng lôi trạch đạo huynh uống rượu trò chuyện năm xưa chỉ ta nói hắn thì rơi vào cặp bẫy đạo thần chỉ có thể nghe ta nói thôi nhớ lại năm xưa Đúng là có chút chút xoa thở dài Hắn gặp tứ diện thần rồi Đại tội nói Tù vì tứ diện thần Thua đạo huynh hai phân Có một mình hắn là đủ rồi Khởi nguyên đạo thần nhìn quanh Thấy các hương ảnh bao vây quanh hắn Tuy không có dị động gì Nhưng lại khiến cho hắn Lên trời không có đường Xuống đất không có cửa Khởi nguyên cười nói Đạo thân của Thái Hoàng đang thoi thoát đúng không nào Hắn duy trì đệ nhất sắp trận tiêu hào quá lớn cho dù có các ngươi thì hắn cũng khó lòng mà kiên trì lâu như vậy được. Trừ vì các ngươi không giết nổi ta đâu. Trận chiến này kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là ta thôi. Vậy nếu thêm cả tại hoàng đời trước nữa thì sao đây? Một vị tại hoàng đột nhiên bước vào đệ nhất thất trận xuất hiện bên cạnh hư ảnh của mình. Dung hợp với hư ảnh tu vi thực lực bạo tăng. Vị tại hoàng đó cuối người thiên lễ với đại tội hậu thổ và hoa tư nương nương. Toại hoàng đời thứ 17 Lôi hoàng bái kiến ba vị lão tổ Tứ đại đế bảo đã tới Các tệ hoàng khác chắc chắn rất nhanh Sẽ giết cường địch Và tới gặp khởi nguyên đạo huynh thôi Đại tội gật đầu Khởi nguyên đạo huynh Giờ thì sao nào Khởi nguyên đạo thần sắc mặt hơi biến đổi Hắn cười ha hả Chữ phía các ngươi mời hết tiên hoàng địa hoàng Đời này và sắp chắn Nếu không thì khó có thể làm gì được ta cả Uinh uinh sát trận lại bạo phát các thân ảnh vĩ đại cùng với sát trận chuyển động nhấn chìm hắn mà lúc này ở trong bát quang đấu mẫu tọa hoàng trên người hàng mấy trăm vết thương tử chiến không ngừng đối thủ quả thực là cường đại là một vị bàn kê địa hoàng thiên đế thời kỳ địa kỷ đạo pháp thần thông đều ở mức đỉnh cao một hóa ba tấn công về phía nàng đột nhiên phía xa xa một vị tọa hoàng hất tay tứ đại thiên môn bay tới rầm rầm rơi xuống xung quanh đấu mẫu tọa hoàng thở phào liền cười đạo hữu người vốn là thiên đế của địa ký chắc biết thiên đế các đời đều chấn áp thái cổ thần vương để dành nơi lập thân cho sinh linh hậu thiên ta tại sao giờ quay lại giúp khởi nguyên Luân hồi làm phản như vậy như vậy không phải làm ô nhục thanh danh của địa hoàng địa kỷ hay sao bàn kê địa hoàng kia nghiêm nghị nói đấu mẫu vì ngôn đại nghĩa không hổ là tiền bối mà những gì ngươi nói ta đều hiểu chỉ là bàn kê thị ta thân ở trong cuộc phải nghĩ cho chủng tộc không thể không phán Đầu mẫu tại hoàng cái gật đầu thở dài Bản kê thị các ngươi từng theo phong vụ kỵ làm phán Thái hoàng những năm nay đều đàn áp tộc ngươi Ngươi tạo phán cũng là có lý do Nhưng giờ mỗi người đều vì tộc của mình Ta cũng phải dựa vào món đồ vật này Tiến đạo hữu lên đường thôi Nàng vung tên lên Bốn cánh cửa chấn động Bên trong xuất hiện bốn thanh thần kiếm Trúc mũi kiếm xuống Bàn cây địa hoàng ngẩng lên cầm lớn Lô đình bùng nổ Âm thanh kinh thiên động địa Tấn công đấu mẫu tại hoàng Đột nhiên bốn thanh thần kiếm bừng sáng nhất kiếm chạm thần thông nhị kiếm chạm tinh thần tam kiếm chạm nhục thân tứ kiếm chạm nguyên thần sau bốn nhát kiếm ba thân thể của vị bàn kê địa hoàng đột nhiên cứng đờ rồi nhục thân nguyên thần rào rào vỡ vụn đầu mẫu tại hoàng thở dài hất đống tay áo đưa tứ đại thiên môn về vị trí phía tệ hoàng ở phía xa xa rồi quay người tiến vào tổ đình sát trận trong thần ma thế cực thành trúc long đế một tay cầm chạm đế đài nhìn về phía hách tư nữ đế ở phía trước Người vốn là giai nhân Tại sao lại làm giặc như vậy Hả tất phải làm phán theo hách liên khuyên ngọc đây Chảm đao chất đao của ta Uy lực vô cùng Là một món đại hung. Năm xưa dám chém cả thái hoàng kia, Ta không muốn dùng nó chém ngươi Người vẫn nên đầu hàng đi thôi Vị nữ địa hoàng hách tư thị kia cười nói Người nói thành chất đao đó Thành quá lợi hại Thế nhưng không biết này đã khắc xưa rồi sao Năm xưa khi ta là thiên đế đã từng dùng nó chém tà lính chẳng qua là vậy mà thôi lão trúc long giờ đã khắc xưa rồi đạo pháp thần thông hiện giờ đã hơn xưa kia không biết bao nhiêu lần ngươi không phải đối thủ của ta đâu trúc long đế thở dài tế chất đau lên một đạo đao quang đỏ rực lóe lên vị nữ địa hoàng kia đầu rơi xuống đất nguyên thần và tinh khí khí huyết đều bị thanh yêu đao hút cạn trúc long đế ném chẩm đạo chất đao đi mà tiến về tổ đình bên trong ma thiếu dương quan Hữu xào tại hoàng tay nâng lăng tiêu bảo điện nói với hách tư thị địa hoàng đối diện tượng vĩ đạo Hữu, tuy ngươi từng là địa hoàng thần thông cái thế cử thế vô song nhưng thần thông đạo pháp hiện nay phi phàm hơn xa thầy tượng cổ viễn cổ nếu ngươi cứ chấp nhất bất ngộ tòa lăng tiêu bảo điện của ta sẽ giết ngươi là một địa hoàng người có công với sa tắc đảm bảo vạn năm bình an cho thời kỳ địa ký công lao rất lớn tại sao không bỏ tối theo sáng bảo toàn thanh danh vậy Tượng vĩ đế nhìn lăng tiêu bảo điện Ánh mắt nghiêm trọng bước tới cười nói Đạo huynh ta biết thảo ý của ngươi Nhưng tiếc là hách tư thị ta đã phản rồi Vì trùng tộc ta cũng buộc phải làm phán Trận chiến này không luận đại nghĩa Chỉ luận thắng bái Hiếu xào tại hoàng Liên tiếp lùi về phía sau Không trực tiếp đối đầu với hắn Không kìm được nói Đạo hiếu ngươi thật là hồ đồ Hách liên khuyên ngọc là hậu bối tử tôn của ngươi nếu như làm sai thì trách hắn, phạt hắn, phế hắn là xong. Lẽ nào lại đánh cực cả tính mạng chủng tộc như vậy? Hách tư thị các ngươi là hoàng tộc có thể sánh ngang với phục khí thí. Cả thời đại địa ký, phục khí thí đều không thể đàn áp ngươi được. Giờ đạo pháp thịnh thế, hách tư thị chắc chắn sẽ tỏa sáng thôi. Lấy lại hào quang sư kia. Đạo hữu hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tượng vị đế nhíu mày, toàn lực lao tới, lạnh lùng nói. Thái hoàng đã trở thành tiên thiên thần thánh, chắc chắn sẽ coi thiên hạ như đổ trong túi của mình thôi làm gì có chuyện cho hách tư thị ta có cơ hội quật khởi không làm phán thì đề đấy sẽ là hạ thân hiếu xào tại hoàng thở dài tế lăng tiêu bảo điện lên cúi người một cái trong lăng tiêu bảo điện đột nhiên vọng ra đoạn âm của chư đế này có yêu tả làm can thỉnh thế hoàng chạm chư đương nhiên từ trong điện vọng ra một tiếng nói trầm đục chiều đường mở rộng tượng vĩ đế nhìn chiều đường trong lòng căng thẳng bên trong lăng tiêu bảo điện có hàng nghìn đại đế lớn nhỏ chính giữa là nhất triều thiên đế nguy nga vĩ đại chư đế đều vây quanh các quầng sáng của hắn đây là dấu ấn thái hoàng để lại khi tọa chiều tượng vĩ đế nổi cả da gà vội quay người đi nhưng trong điện một đạo đạo quang bay ra đầu của tượng vĩ đế rơi xuống liền mất mạng thái hoàng tọa chiều chư đế tham bái đại đạo hoành không lạc ấn vĩnh hằng lăng tiêu bảo điện là tứ đại đế bảo đúng là danh bất hư truyền hữu xào tại hoàng tung lăng tiêu bảo điện lên tay áo tung bay bay về hướng tổ đình cảm khái vạn phần nhất thế anh hùng này danh tiếng đáng buồn phi duyên thiên đạo phi duyên khánh ta và ngươi mỗi người vì tộc của mình cho dù có chết cũng chết vì chủng tộc kia lúc này cũng tại trong thần thiếu dương quan đại phần cứ tại hoàng tế ngọc hoa giao chỉ lên giao chỉ biến thành giao hải minh mông dưới biển là thần hải thần đảo ẩn hiện giữa mây khói giao hải nhấn chìm đối thủ của hắn là cách chỉ đế cách chỉ đế điên cuồng lao ra ngoài giao hải đột nhiên có tiếng hát vọng tới sóng biển nổi lên có tiên thiên đại xà đang chi đùa dưới biển hòa tư sao cách chỉ đế nổi ra gà liều mạng mà chạy ra ngoài nhưng biển lớn nổi sóng càng ngày càng cao chạm tới cả trời căn bản hắn không thể nào ra ngoài được tiếng hát đó ngày một du dương dùng đạo ngữ làm lời ca hát một khúc viễn cổ hưng say cách chỉ đế cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng nề giống như bị đại xà quấn chặt lấy vậy nhục thân không thể động đậy được ngay cả nguyên thần cũng như bị tiên thiên đại xà vô hình chói chặt rồi một cảm giác bị nút chừng truyền tới giống như bị thứ gì đó nuốt vào trong bụng nhục thân và nguyên thần của hắn cũng đều đang tan rã tiếng hát xa dần càng ngày càng nhỏ một lúc sau thì giao hải gió yên biển lặng hồi phục lại như bình thường sóng đẩy một bộ xương khô lên bờ mặt biển lặng xuống lại biến thành mặt hồ. Đại phần cứ tại hoàng đưa giao chỉ ra, rời khỏi bắt quan mà tới tổ đình. Trong bắt quan, thiên đình tứ đại tế bảo liên tục đổi chủ, chuyển qua chuyển lại giữa các vị tại hoàng chuyển thế. Bất cứ vị nào khi giết được đối thủ là lập tức đưa đế bảo trong tay mình đi, không chút lưu luyến, rồi rời khỏi chiến trường đi tới tổ đình. Thời gian dần trôi, toàn bộ các tại hoàng đã rời đi, tứ đại đế bảo vậy mà chuyển qua chuyển lại giữa các vị đại đế thiên đình để giết cường địch hách lên khinh ngọc thế thế sắc mặt tối lại một vị tân đế hách tư thị bên cạnh vội nói bệ hạ tình hình trước mắt rất nguy hiểm mời bệ hạ đích thân ra tay hách lên khuê ngọc nghiến răng định lao ra thì đột nhiên đại quân hách tư thị thối lui bị đối thủ truy sát một vị địa hoàng của hách tư thị chốt hậu cố gắng liều mạng mới giúp bại quân ra khỏi bát quan được hách lên khuê ngọc vì cái đế vị của ngươi hách tư thị chúng ta đã bị hủy hoại hết tích lũy trong 70 vạn năm rồi vị địa hoàng đó toàn thân đầy máu nguyên thần bùng cháy tiến về phía của hắn giọng nói vang dội bốn trăm đại đế hách tư thị nay còn sống chưa được một phần mới vì cái đế vị chất tiệt của ngươi có đáng hay không đấy hắn đột nhiên dừng lại quát thỏa hách lên khuyên ngọc uy phong lẫm liệt một lúc sau một vị hách tư thị thần nhân hiện ra nhận ra điều bất ổn vội tiến tới kiểm tra vị địa hoàng kia bi ai khóc lớn Tạm là đế qua đời rồi vị địa hoàng kia đã cố hết sức khả năng hộ tống hách tư thị ra khỏi bắt quan gặp phải chư đế ngăn cản không tức tính mạng thiêu đốt nguyên thần mới bảo vệ được tộc nhân hách tư thị nhưng chiến lực của chư đế thiên đình không phải tầm thường tuy hắn đánh ra khỏi vòng vây nhưng đã cạn kiệt sinh mệnh sau khi ép hỏi hách lên khuyên ngọc thì khí tuyệt thân vong chỉ là chấp niệm vẫn còn hỏi xong thế nhưng không ngã kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 365 năm của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.